Anh em thấy chưa? Mẹ này, ra xua tôi thuê mẹ nó 300 ngàn thông thạo, mim hấp chỉ có 200 thôi mẹ. Nó lắm. Đâu rồi? Nào. Vâng, mim hấp đã tích được lốc gió. Anh ấy hơn STG ra xua một cấp. Ui cái đít mẹ nó tí cái cổ ấy ơi. À! Ui ơi ơi, tôi lùi. STG tiến bố mim hấp ra đi. Đít mẹ. Bố mày đã bảo rồi. Bố mày đã bảo rồi. Anh em mày cứ tin tưởng để tôi. Lốc hồng, lốc phụt. Mẹ nó. Ôi ơi, không, đây là một pha tính toán của STG để dụ mi mắt tăng đủ. Ôi cái đít mẹ mày, rất không may mẹ những sự tính toán của STG để hack não mi mắt, nhưng đít mẹ mi mắt là một người có não cực kỳ đơn giản nên là mẹ anh ấy đã hack não thất bại. Vâng mẹ mày, đúng rồi mẹ, hai mẹ lướt rất hay. Vâng mẹ phải mi mắt lốc, nhưng mà do mẹ STL não quá to nên mi mắt toàn lười. Ui rồi một pha né quy. Ui rồi thôi rip bài em. Mẹ toàn vãi đi. Nhường thôi anh em. Địt mẹ về. Dám ban ở mi mắt. Nhường thôi. Chẳng qua nó hơn đồ thôi. Ui ôi. Liên tục với những pha địt mẹ né kiểu cực hay. Vâng. Địt mẹ mi mắt ulti trúng. Nhưng mà mi mắt. Một pha tốc biến khá là căng đấy. Một pha tốc biến khá là ok. Mặc dù anh ấy có thể địt mẹ này tự né được. Nhưng mà anh ấy địt mẹ không tự tin vào khả năng né của mình. Nên anh ấy đéo. FZG chắc là mang bảo hút máu nên máu khá là to hơn. Vâng, mà anh ấy chọt quỳ phát hồi mẹ 40 máu thì mẹ bố ai chơi lại. Vâng, mẹ ăn một quả ulti nhưng mà đéo thốn lắm. Ok, ui, mẹ nó chạy rồi, không sao. FTG đã chấp một quả lốc. Tôi biết là FTG lốc bởi vì lốc lệch như thế chỉ có chấp thôi. Địt mẹ có ngon thì đừng đầy chu nào. Vâng, địt mẹ mày một pha. Ui rồi ôi, một pha địt mẹ mày EQ flash cực hay tới từ FTG. Nhưng mà ui rồi địt mẹ mi mắp chạy như một con chó. Địt mẹ này đâu rồi? FTG vẫn đang đứng chấp mi mắp. Hai bên lốc nhau qua lại như kiểu địt mẹ mà lướt mắt đưa tình. Lên giết mẹ nó đi, chọt chọt con cặc để nó pháp lính kìa. Kìa nó có lốc kìa. Địt mẹ mày, đúng rồi, chọt chết cụ đó em ơi. Đúng rồi, nãy giờ bố mày nhường rồi. FTG xét mẹ. Vâng, hai bên ấn lướt nhau rất kinh. Úi rồi ôi, úi rồi ôi, úi rồi, úi rồi ôi, mì mắp mẹ phải chạy kìa em yêu, chạy này, chọt. Mẹ phải đút dao vào đít nó ra anh, đúng rồi. Chết, hay lắm. Dường như hai anh muốn phun đồ mới choảng nhau chăng. Thế thì mẹ solo tới đêm à. Vâng, mì mắp bị úi rồi ôi. Mặc dù mì mắp mẹ đã cố gắng để né nhưng mà não do mẹ về sát thủ tôi thuê quá to làm anh ấy đéo né nổi. Trời ơi mẹ mày, mẹ mày. Hai bên vẫn thi nhau lướt rất kinh. Mẹ nãy giờ bình luận mệt vãi lìn mà hai thằng này cứ rê ra phăm lính thế này, bố mày bình luận đến bao giờ. Ui một pha từ gió ngược mẹ mày. Đấy là một quả chấp bất này đấy từ STG. STG lập tức ulti. Vâng địt mẹ mày. STG ăn ngay cho mình một cục máu. Địt mẹ là bắt đám. Xin lỗi anh em, thì tôi vừa uống miếng nước để có thể bình luận lại một cách trơn tru hơn. Mim hấp ra đi, lương nam tới từ STG là rất nhanh. Ôi rồi ơi, mặc dù rất cố gắng lướt nhưng với cái quả đầu ngôn lù của mình thì mim hấp lướt có bằng trời của mẹ đéo ăn được STG. Ui rồi, chơi solo phải lên huyết kiếm mà đéo lên mẹ gươm vô danh thì mẹ ăn cứt ăn đầu buồn. Ui sao địt mẹ mới toàn lười. Ý trời ơi rồi EQ flash mẹ khiêu khích luôn. Mẹ mày. Oh my god. Look at